được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Anh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình trạng lây lan dịch bệnh tại Melbourne vẫn tiếp tục là mối quan tâm của tất cả mọi người. Riêng đối với cộng đồng người Việt chúng ta thì có lẽ tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng được quan tâm rất nhiều khi mà ngày càng trở nên phức tạp và trong 24 tiếng đồng hồ hôm qua, Việt Nam đã phát hiện thêm 447 ca nhiễm dương tính trong cộng đồng. Trong số này có 375 ca là tại Bắc Giang. Về mặt chính trị và an ninh quốc phòng thì hậu quả của cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Upper Hunter vẫn tiếp tục được thảo luận trong nội bộ Đảng Lao động Liên bang và tổ chức tình báo ASIO lại một lần nữa cảnh báo về nguy cơ nước Úc bị tấn công. Và sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ tư, ngày 26 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Việt Nam đạt kỷ lục mới với 444 ca nhiễm mới trong một ngày. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết là trong ngày hôm qua 25 tháng 5, Việt Nam đã có số ca nhiễm cộng đồng kỷ lục là 444 trường hợp. Trong số này có đến 375 ca là công nhân ở Bắc Giang. Ngoài ra, ngày hôm qua Việt Nam cũng đã có thêm ca tử vong mới là một phụ nữ 38 tuổi và đây là ca tử vong thứ 9 kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 27 tháng 4 cho đến nay và cũng là trường hợp tử vong thứ 44 vì Covid-19 tại Việt Nam kể từ đầu mùa dịch. Trong khi đó thì thông tin mới nhất sáng hôm nay 26 tháng 5, Việt Nam cũng đã có thêm 80 ca dương tính, trong số này có 55 ca là từ Bắc Giang. Như vậy là cho đến thời điểm này, Việt Nam đã có 4.442 ca lây nhiễm trong nước. Và tính riêng từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay, thì Việt Nam đã có 2.872 ca nhiễm cộng đồng. Lo lắng nhất của các chuyên gia y tế là ổ dịch tại Bắc Giang, mà cho đến nay đã gần 1.500 người, mà đa số đều là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp hiện đang bị giãn cách xã hội. Theo nhận xét của tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo nhận định sơ bộ, nguồn lây là tại các khu vực nhà máy trong khu công nghiệp, trong khu nhà ở lưu trú của công nhân vì đây là nơi có mật độ làm việc, lưu trú đông, trong khi đó chủng virus này lây lan nhanh, mạnh và phát tán rộng trong môi trường không khí. Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức đóng băng tất cả các khu nhà ở của công nhân, đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này, coi như là nơi cách ly tập trung. Bộ cũng yêu cầu tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, khỏi phòng và đồng thời tiến hành xét nghiệm định kỳ liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú. Trong khi đó, thì tại Hà Nội ngày hôm qua cũng đã phát hiện thêm 16 ca dương tính mới, trong đó 11 ca liên quan đến chùm ca bệnh tại khu chung cư Time City và công ty TNT. 2 ca là F1 của vợ nguyên giám đốc Hasinko. Trong đợt dịch mới này, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 11 chùm ca bệnh. Trong đó, theo nhận định của Sở Y tế, thì chùm dương tính tại Time City và công ty TNT là rất phức tạp và chưa rõ nguồn lây. Đến nay, chùm ca bệnh này đã có 29 trường hợp dương tính. Tại Sài Gòn, chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện gần 10 ca dương tính, xuất hiện cùng lúc hai chủng biến thể Anh Quốc và Ấn Độ, và do đó cuộc chiến với dịch bệnh được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức nguy hiểm. Trước bệnh viện Nhi đồng tại Perth, hàng ngàn viên chức y tế biểu tình phản đối chính phủ Tây Úc. Ngày hôm qua, hàng ngàn viên chức y tế mà phần lớn là bác sĩ và y tá đã biểu tình bên ngoài trụ sở bệnh viện Nhi đồng ở Perth, tức là Perth Children's Hospital, để đòi hỏi chính phủ Tây Úc phải gia tăng phương tiện cho khu khẩn cấp sau khi hồi tháng 4 vừa qua, một bé gái 7 tuổi đã tử nạn tại khu khẩn cấp này trong khi chờ đợi được chữa trị. Đây là cuộc biểu tình do Liên đoàn Y tá tức là Australian Nursing Federation gọi tắt là ANF và Y sĩ đoàn AMA đồng tổ chức với sự tham dự của các bác sĩ và y tá tại nhiều bệnh viện khác nhau ở Perth. Đoàn biểu tình đã đòi hỏi chính phủ Tây Úc phải cải thiện nhân số làm việc cũng như nguồn tài chính để các bệnh viện có thể chu toàn chức năng. Ngoài ra nhóm biểu tình cũng đã tố cáo chính phủ Bộ Y tế và ban giám đốc bệnh viện Nhi đồng là đã đổ lỗi một cách không chính đáng cho hai y tá và một bác sĩ về việc tử vong của bé gái 7 tuổi này. Một y tá phục vụ trong khu khẩn cấp của bệnh viện Nhi đồng nói rằng các nhân viên đã phải làm việc cực nhọc vì không đủ phương tiện nhưng lại bị chỉ trích mỗi khi có việc tiêu cực xảy ra. Bộ trưởng Y tế Roger Cook cũng đã tham dự cuộc biểu tình này và là diễn giả đầu tiên và ông Roger Cook xác quyết là ông ủng hộ yêu sách của những người biểu tình. Đồng thời ông Roger Cook cũng nhìn nhận là các vấn đề văn hóa cần được chú ý đến cũng như quan hệ giữa các viên chức y tế và ban giám đốc bệnh viện cần được cải thiện. Bên cạnh đó, ông Roger Cook cũng loan báo thành lập một ủy ban cố vấn bao gồm đại diện của cả liên đoàn y tá và y sĩ đoàn AMA. Nhắc lại là kể từ khi bé gái 7 tuổi này tử vong vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, sau khi đã phải chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ tại khu khẩn cấp trong tình trạng nóng sốt đến 38.8 độ nhưng vẫn không được chăm sóc, thì gia đình đã gặp gỡ Bộ trưởng Roger Cook với đề nghị cải thiện hệ thống bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện nhi đồng tại Perth. Sinh hoạt chính trị tại New South Wales, nội bộ đảng lao động bất ổn, vị thế lãnh tụ sắp bị thách đố. Do kết quả thảm hại của cuộc bầu cử bộ túc tại Upper Hunter thuộc vùng phía bắc thủ phủ Sydney hồi cuối tuần qua, mà có nhiều nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo đảng lao động tại New South Wales đã yêu cầu lãnh tụ Jody McKay nên từ chức lãnh tụ của đảng lao động tại Quốc hội New South Wales. Tuy nhiên, bà Jody McKay vẫn giữ lập trường cứng rắn là bà sẽ không từ chức. Không những vậy, bà McKay còn tự tin nói rằng hiện nay chưa có ai thách đố vị trí lãnh tụ của bà. Tuy vậy, theo nguồn tin từ đài ABC, thì thái độ cứng rắn này có vẻ như không thể kéo dài. Vì sau khi bà Jody McKay tuyên bố sẽ duy trì vai trò lãnh đạo, thì phát ngôn viên về ngân khố của đảng lao động, ông Walt Seacott, đã lập tức từ chức khỏi nội các đối lập. Thông thường, đây là dấu hiệu chứng tỏ là ông Seacott có thể sẽ thách đố vị trí lãnh đạo của bà Jody McKay. Trong khi đó, thì thông tin từ nhật báo Sydney Morning Herald còn cho thấy, không những chỉ có ông Seacott mà còn có ít nhất là 4 dân biểu trong đảng lao động được coi là có thể thách đố lãnh tụ McKay. Tuy nhiên, sự từ chức của phát ngôn viên về ngân khố là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy là ông Seacott có thể đang chuẩn bị thách đố. Khi tuyên bố từ chức, ông Seacott nói rằng ông không thể tiếp tục phục vụ trong nội các đối lập do bà McKay lãnh đạo. Cũng theo lời của ông Seacott thì trong hai năm qua, ông đã nhiều lần bất đồng ý kiến với bà McKay, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực phục vụ nội các đối lập. Nhưng này thì tình trạng này không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Trong khi đó thì một cựu lãnh tụ của đảng lao động, ông Michael Daly, một người được coi là có thể thách đố bà Jody McKay, thì nay lại lên tiếng ủng hộ bà Jody McKay trong vai trò lãnh tụ đảng lao động. Ngoài ông Seacott thì vẫn còn hai người khác có thể sẽ thách đố bà McKay, đó là ông Chris Mintz và ông Jamie Clements cũng đang có tham vọng tranh cử chức vụ lãnh đạo đảng. Chắc chắn là trong vài ngày hoặc vài tuần sắp tới, nội bộ bất ổn của đảng lao động sẽ còn tiếp tục. Lao động liên bang bên bờ vực thẳm, cảnh báo nội bộ bị tiết lộ. Kết quả thảm hại của đảng lao động trong cuộc bầu cử bổ túc tại đơn vị Upper Hunter ở New South Wales tiếp tục lan rộng đến đảng lao động ở cấp liên bang. Trong một buổi sinh hoạt nội bộ tại Quốc hội liên bang, dân biểu Meryl Swanson, phát ngôn viên về quốc phòng của chính phủ đối lập đã nói rằng đảng lao động hiện đang bên bờ vực thẳm nếu không nhanh chóng chấn chỉnh và cải thiện liên hệ với cử tri. Tuy ở cấp liên bang nhưng dân biểu Meryl Swanson là dân biểu của đơn vị Patterson thuộc khu vực Hunter Valley ở phía bắc của New South Wales và đây cũng là khu vực mà đơn vị Upper Hunter vừa có cuộc bầu cử bổ túc. Đây là một phát biểu trong sinh hoạt nội bộ nhưng đã bị dò dỉ ra ngoài và giới truyền thông Úc Châu đã loan tại. Trả lời phỏng vấn của đài ABC sáng hôm nay, dân biểu Swanson nhấn mạnh rằng bà không hề chỉ trích lãnh tụ Anthony Albanese mà chỉ phát biểu một nhận xét nói chung về tình hình của đảng lao động là kết quả cuộc bầu cử bổ túc tại Upper Hunter đã cho thấy là ngay cả đảng lao động ở cấp liên bang cũng đang đứng bên bờ vực thẳm nhìn từ góc cạnh cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Theo nhận xét của bà Swanson, thì đảng lao động có vẻ như đã không hữu hiệu trong việc làm sáng tỏ những khuyết điểm của chính phủ, đặc biệt là trong vấn đề trùng ngừa vaccine, và sự thất bại của chương trình kiểm dịch và cách ly, tức là quarantine, là một trách nhiệm của liên bang. Chính phủ Úc bất ngờ đóng cửa trụ sở đại sứ quán tại Kabul, nêu nghi vấn về cuộc tham chiến 20 năm tại Afghanistan. Ngày hôm qua, chính phủ Morrison đã loan báo là đại sứ quán Úc tại thủ đô Kabul sẽ bị đóng cửa trước khi các toán quân nhân Úc cuối cùng được triệt thoái ra khỏi Afghanistan vào tháng 9 năm nay. Nhắc lại là nước Úc đã theo chân nước Mỹ tham chiến tại Afghanistan trong hai thập niên qua, và đây là cuộc tham chiến ở nước ngoài lâu nhất của quân đội Úc kéo dài 20 năm, tức là gấp đôi thời gian mà nước Úc đã tham chiến tại chiến trường Việt Nam. Nhắc lại là hồi tháng trước, tổng thống Joe Biden cũng đã loan báo là nước Mỹ sẽ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 9 năm 2021 và sau đó thì nước Úc cũng đã loan báo một quyết định tương tự, mặc dù vào thời điểm này, toán quân nhân Úc tại Afghanistan chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện cho quân đội Afghanistan mà thôi. Quyết định vội vàng đóng cửa đại sứ quán Úc tại thủ đô Kabul đã nêu lên nhiều vấn đề về sự tham chiến của Úc tại Afghanistan trong suốt 20 năm qua. Chỉ 4 tuần lễ trước đây, Ngoại trưởng Marine Spy đã thăm viếng thủ đô Kabul và xác nhận nước Úc ủng hộ chính phủ Afghanistan. Nghị sĩ Marine Spy cũng nói rằng với sự rút quân của Úc thì quan hệ giữa Úc và Afghanistan sẽ bắt đầu một giai đoạn mới trong bang giao song phương đã được thiết lập hồi năm 1969. Cảnh báo nguy cơ xâm nhập tấn công nước Úc về mặt an ninh quốc phòng Ngày hôm qua, một lần nữa, Tổng Giám đốc Tình báo Quốc nội ACL, ông Mike Burgess, đã cảnh báo rằng nước Úc đang phải đối diện với những mối đe dọa từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Theo ông Burgess, thì ngay vào thời điểm này, cơ quan tình báo quốc nội ACL đã biết được là những nhóm quá khích đang có ý định gây tổn thương cho người Úc. Các mối đe dọa này rất đáng kể, hiện đang kéo dài và cũng đang biến đổi. Một cách cụ thể thì ông Burgess đã nêu ra một bậc thang điểm gồm 5 mức độ về nguy cơ thì mức độ nguy cơ hiện nay đang đứng ở vị trí thứ ba. Cơ quan tình báo đang đặc biệt quan tâm về những đe dọa từ các nhóm khủng bố, chẳng hạn như nhóm nhà nước Hồi giáo IS. Tại Úc, đã có 14 công dân bị kết tội khủng bố, và trong vòng 5 năm sắp tới, những tội phạm này sẽ chấm dứt việc thụ hình. Ngoài những đe dọa từ bên trong, nước Úc còn phải đối diện với những đe dọa từ bên ngoài, vì mức độ xâm nhập tình báo từ nước ngoài hiện đang ở mức độ cao không thể chấp nhận được. Theo nhận xét của ông Burgess, cũng theo lời của ông Mike Burgess thì các địch thủ của nước Úc hiện đang nỗ lực đánh cắp bí mật quốc gia, lũng đoạn chủ quyền và xâm nhập vào các cấu trúc dân chủ của nước Úc. Bởi vậy, tổng giám đốc ACIO đã kêu gọi các công ty kỹ thuật hãy giúp chính phủ Úc để bảo vệ an toàn cho nước Úc. Hiện nay việc trao đổi trên trang mạng xã hội đều được mật mã hóa giữa người gửi và người nhận và gây ra nhiều khó khăn cho các viên chức tình báo trong việc tìm hiểu nội dung của các băng đảng khủng bố hoặc tội phạm với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.